Chào mọi người, Liên có cái hoa này màu tím mới mua ở cái sàn đá. Bỏ xuống nặng. Có những cái đẹp lắm, mà có những cái bỏ xuống bị cháy nắng cái bên. Nhưng mà Liên đang thí nghiệm, cứ để cho nó sống sao. Phải trồng thêm cái này, nó hơi lắc ha ta. Nó hơi lắc à, đang nói về những cái cây, những cái cây mà trồng xuống dưới đất ngoài nắng, mình đang thí nghiệm coi nó chịu sao. Đẹp chứ. Cái này là lúc khoảng 10 giờ sáng hả? Nắng quá. 9 giờ chứ hả? Cái loại, mấy cái loại mà này nó Liên thích lắm. Vừa dễ trồng mà nó vừa đỏ mà nó chịu nắng. Cái này Liên sẽ cho sẽ giống như mình bỏ cỏ đó, cho nó xuống hết mà Liên chưa có làm. Đang quay những cây đã lên màu. Cái này là nó black á, nó xuyên sọc, nó là giống như diamond, đẹp lắm, bông nó màu đỏ cam. Liên chia đó nhiều lắm, cái này lớn, cái nhỏ đâu rồi. Còn cái này nhung mini nè, nó nhỏ xíu, nó có lớn. Đang cũng thí nghiệm bỏ xuống nắng nhưng mà như nó chịu nắng. À, đây Liên đang nói về những cái cây mà đặc biệt lên màu mình Liên mới có ha. Còn cái cây này là của, bây giờ nó hơi lúc lắc à, của Korea, nhưng mà Liên cũng cho xuống đất, gọi là gọi là gì ta, thí nghiệm. Chết thôi. À, đẹp chưa? À, mình đang tranh thủ đó chứ. Đây nữa, cái này mình mua được cái giống này đẹp không? Bây giờ nó chưa có nhiều, tại quay để nhớ là mình có cái cây đó. Cái cây này nó cũng sẽ đỏ đen hồng nè, mưa ở đó nó đen á, nó đen mung mà xong nó đỏ. Cái loại này cũng bị cháy nữa nè, hình như cái loại này nó không có ưa nước hay nắng nhưng mà nó mới sốc nhiệt thôi. Liên cũng thí nghiệm luôn để coi mai mốt cây nào nó tốt, cây nào nó chịu nắng. Cái này che mát chứ thật ra đẹp lắm. Đây là cái nấm. Cái nấm này nó màu tím, nhưng mà đó Liên để đây vừa chân vừa trồng có nó chịu nắng. Liên để mấy cái chịu nắng. Cái dĩ này là dĩ thứ hai, thứ ba Liên đang làm. Còn dĩ thứ hai bên này bữa giờ quay rồi. Còn dĩ này là rất là nhiều giống mới ở trong đây. Không phải giống mới mà là Liên có mới có. Đó, cái loại màu tím còn tiệm tiệm đâu rồi. Loại này thì dễ trồng mà nó rất là thích nắng đỏ. Loại này cũng đẹp. Loại này viền hồng rất là đẹp mà cũng đang thí nghiệm coi nó sống sao. Có những cái mình bỏ xuống cũng không chịu đâu, táp dữ lắm luôn á. Phải nói chung phải coi mỗi ngày. Còn loại này rất là hồng mà điều cánh nó không có được, hình như là Liên làm nó hơi mờ, cánh nó không có được gọi là cái xếp tròn dài, nó dài thôi, nhưng mà được cái màu nó rất là đẹp. Bên này cũng màu đen nè. Này nó hồng lắm mà nó chưa thực hồng ha.
Đẹp không? Cái này nó đang lớn, nó xanh. Mình đang đợi nó bự. Cái này cũng vậy nữa nè. Cái này ở nhà Liên trồng đẹp lắm, nhưng mà nó hơi cháy nắng mà Liên cũng để luôn. Tại vì Liên muốn coi nó trực tiếp nắng mình trồng nó được không. Nó mới bỏ xuống nó sốc thôi. Ở cái cây này á, nó tốt mà nó thiếu nắng, Liên sẽ cho nó vô mát, nó mạnh thì mình Liên đem nó ra lại. Thí dụ vậy thôi đó. Cái này nó màu, cái này vui lắm nha, nó đen mung đẹp lắm, Liên thấy nó đẹp. Xong rồi nó lại ra nắng cho nó đổi đỏ. Đây là những cái cây lên màu mình cứu nó, rồi đã mua người ta trồng yếu quá. Đẹp quá. Đi từ từ thôi. Vị thứ hai này là Liên trồng từ cây con, tại vì mấy cái con này á, lỗ nó nhỏ nên mình không có trồng từ cây bự xuống được, mình phải trồng từ cây con. Đây cũng vậy luôn, đẹp chưa. Cái này Liên trồng từ cây con mà Liên để ngoài nắng được 1 tuần 2 tuần, tại vì để ngoài nắng mà cây lớn thì nó cũng ok. Mình đang thử cây nhỏ, có nghĩa là nếu mình trồng cái này á, mùa lạnh là cái cây này phải đem vô trước nè. Mùa lạnh là như nó không có, nó dập lá là nó lên lại lá mới, nó xấu thôi, nhưng mà vậy thì uổng công, đâm ra mình phải đem vô. Còn mà mùa mùa nắng thì mình để nó cũng ok. Cái này vẫn còn nhiều bông nè, Liên đã quay đợt trước có bông màu tím rất là đẹp mà nó vẫn còn bông nè. Nhìn thấy không? Ồ, hột hả? Phải hột không ta? Không, chứ không phải hột. Cái này ở dưới nè. Liên đang quay màu tím cho mọi người coi nha. Ta ta. Cái này là màu màu hồng á, thấy mọi người thấy chưa? Nó là hồng cánh sen, còn cái hồi nãy Liên quay đợt trước là màu tím. Chắc là Liên phải canh nó quay lại cho mọi người xem là cái này nó nở bông màu hồng, còn cái kia nó bông màu tím. Cái này thì Liên trồng ít rồi đó, buồn cái rồi. Nó cũng ra nhiều nhưng mà tại em chia nó tầm 5 chỗ, đâm ra thấy nó không được nhiều. Đợi mai mốt đi sẽ làm nó nhiều nhiều, quay lại cho mọi người coi nó rất là đẹp. Cái này bông màu hồng nha. Cái cụ len lớn nhỏ qua Liên mới tưới nước ban đêm 10 giờ tới 12 giờ luôn, 10 giờ tưới tới 11 giờ, 10 giờ mình mới vô. Cây này nó bị rầy, nó khép lại. Còn cái này là gia lô gì đó, xanh quên mất tiêu. Nhiều khi muốn nhớ cho mọi người đọc mọi người mà quên không nhớ được. Đây ta ta đẹp không, thích cái này nè. Cái này cũng đẹp nữa nè. Định quay cho mọi người nhiều cây quá đi nè. Con cóc này nè nó tốt rồi, nó xanh, Liên phải để ngoài nắng vậy nè, để vài bữa nó đỏ nữa thì mọi người sẽ thấy nó đẹp. Ta ta. Cái này nó chưa đỏ nha, nếu mà nó đỏ Liên thích cái cây này, nó đã quét là đỏ từ trong ra ngoài luôn chứ nó không phải đỏ cái gì lá không. Chờ đi, Liên sẽ quay lại. Em ấy nằm ở dưới gốc cây đa. Sunbird đột biến đẹp quá đi. Cái vườn tiền tím nè, nói chung á nếu mà quay kỹ lâu lắm mới hết cái đống này. Thôi mình đi kiếm những cái cây nào có màu, lên màu cho mọi người coi, nó rất là nhiều ở bên khúc bên kia kìa. Liên không có tắt luôn, đi qua đây luôn đi. Đây em này Liên thí nghiệm ở ngoài này nè, em đang lớn lắm, màu tím vừa nhỏ đó, em đang bự ơi là bự luôn mà Liên chơi ra nắng luôn. Để thí nghiệm coi em tốt tới đâu đó.
vậy đó, đại khái là vậy đó. Đó, đẹp chưa? Em này hồi đó đó, cái mùa đợt mà bị mưa đá đó. Ồ, cái này là nó nhỏ quá, nó không chịu, cái đem nó mưa đá đó, cái nó bị xấu quá, người ta bán hơi rẻ ở trong mấy hàng ấy đó. Cái mình mua về mình cứu nó là nó đẹp quá trời, về bữa nó đẹp nữa. Này như có rẻ không ta? Không có rẻ thì mình lấy lên. Hay để rác mình đánh mình check. Vườn sen của mình đây đẹp lắm luôn, rất là thích. Em này mình cũng đang thí nghiệm nè nha. Đang thí nghiệm coi em sống sao, em sống sao dưới đây màu đỏ không, kia nâu. Cái này nè, chút xíu đất à, mà Liên trồng ngoài nắng, bữa giờ mấy tháng rồi Liên để nắng luôn không sao hết, hay quá. Sen đá nó chịu nắng, trời lạnh thì Liên cũng để rồi cũng không sao hết. Hai ông ba này đứng ngay cái nhà của mình. Ở cái nhà mình đổi cửa à? Cái cửa bên kia, mốt đổi cái cửa qua đây. Ta ta. Vui lắm, trồng ở trong chậu chán rồi, bây giờ mình đang thí nghiệm coi nó ở đâu. Ở đâu sống tốt. Mọi người thấy cái bụi này không? Cái bụi này trong cái ly cup á, đáng lẽ mình không có bỏ ra nhưng mà Liên cũng bỏ từ nhỏ xíu luôn. Vậy mà nó tốt, có nghĩa là Liên đang nói về cây sen đá khi mình xuống nắng. Kinh nghiệm thì mình chia sẻ là nó phải đầy rễ mà nó chắc, thì dù cho nhỏ hay lớn thì nó cũng sống tốt. Phải chăm nó, còn mùa lạnh thì mình không nên bỏ những cây nhỏ quá thôi, mình sẽ bỏ cây to. Mà mới mốt nó bám rễ rồi lạnh rồi nó chết, cái này hơi chút xíu lá thì nó lên lại cái mới à. Nhưng mà nó xấu trong thời gian lạnh thôi, thì trồng chịu thôi. Còn những cây mình thích thì mình sẽ trồng vô trong những cái chậu để mình kiểm soát lạnh và nóng. Cái xe cái này nè, Liên trồng cũng không sao hết. Đẹp chưa? Liên sẽ dỡ này lên cho mọi người coi. Đây đây đây. Cái này là loại lá xanh bông hồng rất là đẹp, mà thật ra nó trồng trong mát nó rất là tốt, mà Liên cũng cố tình để thử ngoài nắng để coi sao. Nó chỉ sợ lạnh á, để Liên coi cái nó nóng làm sao, nước lạnh thì sao đó, đại khái là vậy đó. Chứ trồng trong chậu thì Liên đã trồng rồi, cái nhà của Liên nè. Cái này hơi ok, còn nữa nè, mà thôi để quay sau nha, bye bye mọi người nha, để Liên quay lại nha.